Bị chó cắn sau 2 tuần tiêm ngừa dại nên tiêm thêm mấy mũi? Bạn đọc đặt câu hỏi: chào bác sĩ, trong quá trình chích ngừa dại 5 mũi bị chó cào 2 lần có sao hay không? Hôm nay em hoàn thành tiêm được 2 tuần lại bị chó cắn ngay cổ chân, vậy em nên tiêm thêm mấy mũi nữa? Về câu hỏi của bạn được bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Thị Lan Hương tư vấn như sau. Chào bạn, trong tình huống bạn đưa ra thì bạn chưa cần phải tiêm thêm mũi vaccine phòng dại. Tuy nhiên, bạn nên theo dõi con vật đã cắn bạn trong thời gian 10 ngày. Nếu nó còn sống thì chắc chắn nó không nhiễm dại tại thời điểm cắn bạn và bạn cũng không có nguy cơ nhiễm dại. Song song với đó, nếu khu vực bạn sinh sống có nhiều nguy cơ bị chó mèo tấn công thì bạn nên tiêm nhắc định kỳ vaccine phòng dại để kéo dài hiệu lực bảo vệ của vaccine bạn nhé. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Mến chúc bạn có thật nhiều sức khỏe. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.